Mỗi chúng ta hãy đến với Chúa, hãy nói với Chúa một vài điều từ tận tâm lòng của chúng ta. Tôi muốn tạo không gian cho anh chị em để anh chị em có thể vỡ tan trước mặt Chúa, có thể nói với Chúa những điều mà chúng ta chất chứa trong những ngày qua. Tôi biết rằng sẽ có những sự bí bất nào đó trong suốt những ngày qua khi chúng ta không được đến nhà thờ, hoặc khi chúng ta đến lại nhà thờ mà cảm xúc chúng ta không được đông đầy như trước. Hãy nhớ lại những ngày ban đầu, những tình yêu ban đầu với Chúa, những ngày chúng ta bước đi với Ngài ban đầu. Đó là những ngày mà chúng ta đã tuôn đổ lòng của mình thế nào, yêu Chúa thế nào, cam kết với Chúa thế nào, bước đi với Chúa thế nào. Hãy nhớ lại cái thời gian này. Và đừng để cho những khoảng cách của chúng ta với chính Chúa Ngài, đừng để những khoảng cách đó kéo chúng ta ra xa khỏi Chúa, ra xa khỏi thần linh của Ngài. Xin hãy để Chúa Ngài đến một lần nữa trong lòng anh chị em. Hãy để Chúa làm việc trong lòng anh chị em và chạm đến tâm lòng của anh chị em. Bởi vì Chúa Ngài là Đức Thánh Linh, Ngài vui lòng nhận lấy của lễ của tâm lòng, của lễ ăn cung và thống hối. Sẽ không có một khoảng cách nào giữa chúng ta với Chúa ngay thì giờ này nữa. Hallelujah. Ôi Chúa ơi, xin Ngài đến giúp đời cho anh chị em chúng con.
Anh chị em có biết cái lý do vì sao mà chúng ta cảm thấy Chúa ngài dường như rất xa với chúng ta không? Có một bài hát nói rằng Lord, you seem so far away, a million miles, hàng triệu cây số. Và lý do khi chúng ta cảm thấy rằng Chúa xa chúng ta là bởi vì tội lỗi của chúng ta. Và những mặc cảm của tội lỗi sẽ giữ chúng ta lại, giữ chúng ta lại, không cho chúng ta gần Chúa. Mặc dù chúng ta yêu Chúa rất nhiều, tôi biết anh chị em yêu Chúa, lòng anh chị em yêu Chúa rất nhiều, ngay thời giờ này tôi muốn hát thêm một bài hát cùng anh chị em nữa, nói rằng Chúa yêu ngài hơn